Xin chào tất cả các bạn đang xem kênh Hóa học Online, kênh do Thạc sĩ Trần Ngọc Vũ, Đại học Sư phạm Hà Nội khóa 12 biên soạn, sáng tạo nội dung và trực tiếp ghi hình. Video hôm nay chúng ta sẽ giải bài tập liên quan đến dạng bài tập phương pháp bảo toàn nguyên tố. Bài tập như trên màn hình. Cho M gam hỗn hợp X chứa 3 muối carbonat, MRCO3, CaCO3 và K2CO3 tác dụng với dung dịch H2SO4 dư. Sau phản ứng thu được 4,48 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn và 38,72 gam muối sunfat, giá trị của M là A. 38,72, B. 18,56, C. 31,52, D. 56,78. Như vậy, để làm tốt dạng bài tập này, chúng ta nên tìm kiếm lại video nói về lý thuyết phương pháp bảo toàn nguyên tố. Video này nằm trong chuyên đề các phương pháp bảo toàn trong hóa học, hoặc nằm trong danh sách phát lý thuyết phương pháp giải các dạng bài tập. Rồi đầu tiên chúng ta tóm tắt bài tập này như sau. Đề bài cho hỗn hợp X M gam gồm có 3 muối carbonat là MRCO3, CaCO3 và K2CO3. Tác dụng với 2SO4 dư. Thế thì tạo thành là muối sunfat là gì? MRSO4, CaSO4, K2SO4. Đây là 38,72 gam. Ngoài ra còn có CO2 và H2O. CO2 đề bài cho 4,48 lít ở điều kiện tiêu chuẩn. Vậy chúng ta chuyển qua cái số mol luôn đi, chính là 0,2 mol. Được chưa? Đề bài yêu cầu tìm M. Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta giải bài tập này theo cách thứ nhất nè. Dùng bảo toàn nguyên tố nha. Dùng phương pháp bảo toàn nguyên tố. Thế thì ở đây nếu chúng ta gọi X là số mol của MRCO3, Y là số mol của CaCO3 và Z là số mol của K2CO3 có trong cái hỗn hợp X. Thế thì dùng phương pháp bảo toàn nguyên tố carbon thì chúng ta có là gì? Tổng số mol nguyên tố carbon ở trạng thái đầu phải bằng tổng số mol nguyên tố carbon ở trạng thái cuối. Ở đây, trạng thái đầu của nguyên tố carbon là nằm trong MRCO3, CaCO3 và K2CO3. Được chưa? Như vậy, tổng số mol của nó là gì? X cộng Y cộng Z. Còn số mol nguyên tố carbon ở trạng thái cuối, toàn bộ nó chuyển về cái CO2. Như vậy tổng số mol carbon ở trạng thái cuối chính là số mol của CO2, chính là 0,2. Ta đặt đây là phương trình A. Được chưa? Rồi, bây giờ tiếp tục. Chúng ta dùng bảo toàn nguyên tố MR để chúng ta giải chậm cho các bạn hiểu nha. Tổng số mol của nguyên tố MR trạng thái đầu phải bằng tổng số mol của MR ở trạng thái cuối. Được chưa? Thế thì trạng thái đầu của MR là nằm trong MRCO3. Như vậy số mol của MR ở trạng thái đầu chính là số mol của MRCO3, chính là X mol. Đúng không? Còn số mol của MR ở trạng thái cuối thì nó nằm trong MRSO4. Như vậy số mol, tổng số mol MR trạng thái cuối chính là số mol của MRSO4. Chính là bằng số mol của MRSO4. Được chưa?
Rồi, tương tự như vậy chúng ta có bảo toàn nguyên tố Ca. Thế thì tổng số mol của nguyên tố Ca ở trạng thái đầu hoặc trước phản ứng cũng được ha, phải bằng tổng số mol của nguyên tố Ca ở trạng thái cuối hoặc là sau phản ứng cũng được ha. Rồi, ở trạng thái đầu Ca nằm ở trong CaCO3. Như vậy, tổng số mol của Ca ở trạng thái đầu chính là số mol của CaCO3, chính là y mol. Đúng chưa? Còn số mol Ca ở trạng thái cuối nằm trong CaSO4. Như vậy, tổng số mol Ca trạng thái cuối chính là số mol của CaSO4. Đúng chưa? Rồi. Tiếp theo, chúng ta dùng bảo toàn nguyên tố Ca. Thế thì tổng số mol nguyên tố Ca ở trạng thái đầu phải bằng tổng số mol của nguyên tố Ca ở trạng thái cuối. Được chưa? Điều này có nghĩa là gì? Số mol của nguyên tố Ca ở trạng thái đầu thì nằm trong K2CO3. Như vậy, số mol của nguyên tố Ca ở đây bằng 2 lần số mol của K2CO3, chính là 2Z. 2Z bằng số mol của nguyên tố Ca ở trạng thái cuối nằm trong muối K2SO4. Ở đây có 2 nguyên tử Ca. Do đó cái số mol của nguyên tố Ca ở trạng thái cuối chính là gì? 2 lần số mol của K2SO4 bằng 2 lần số mol của K2SO4. Rồi, thì chia cho 2 đi. Thì chúng ta có là gì? Yes, bằng số mol của K2SO4. Được chưa? Đấy. Các bước này là làm thật là chậm để chúng ta hiểu về cái phương pháp bảo toàn nguyên tố nha. Khi các bạn làm rành rồi á, thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta biết luôn là gì? Cái MRCO3 là X-mol, CaCO3 là Y-mol, K2CO3 là Z-mol. Thế thì tạo thành sản phẩm là MRSO4 ở đây cũng là X-mol luôn ha. Đây cũng là Y-mol luôn ha. Ở đây cũng là Z-mol luôn nha. Đấy. À, nhanh ha. Khi quen phương pháp rồi thì ta đặt luôn cái này, không cần phải làm qua mấy cái bước này ha. Được chưa? Bây giờ đề bài cho cái khối lượng của muối sunfat là 38,72 gram. Điều này có nghĩa là gì? Cái khối lượng của MrSO4 cộng khối lượng của CaSO4 cộng khối lượng của K2SO4 bằng 38,72. Được chưa? Rồi, thay số vào chúng ta có là gì? 120X cộng 136Y cộng 174Z bằng 38,72. Ở đây, biến đổi chúng ta có là gì? Chúng ta có X cộng Y cộng Z, và ở ngoài còn lại là gì? 16Y cộng 54Z bằng 38,72. Được chưa? Bây giờ thay cái X cộng Y cộng Z ở đây bằng 0,2 à, và thì chúng ta có là gì? Để chậm cho chúng ta hiểu luôn ha. 120 nè nhân 0,2 nè cộng 16Y cộng 54Z bằng 38,72. Điều này có nghĩa là gì? 16Y cộng 54Z bằng 14,72. Ta đặt đây là phương trình V. Đề bài yêu cầu tính khối lượng M, thì chúng ta có công thức M bằng khối lượng của MrCO3 cộng khối lượng của CaCO3 và cộng cái khối lượng của K2CO3. Thay số vào chúng ta có M bằng 84X cộng 100Y cộng
138 Z. Rồi, chúng ta biến đổi thêm một bước nữa ha. Tương đương với M bằng 84 nhân X cộng Y cộng Z và cộng ở ngoài là 16 Y cộng 54 Z. Được chưa? Bây giờ ta thay cái X cộng Y cộng Z ở phương trình A vào, chính là 0.2. 16 Y cộng 54 Z ở phương trình B, đây chính là 14.72. Như vậy thì ta có được cái M sẽ bằng 84 nhân 0.2 cộng 14.72, chính là bằng 31.52 gam. Và chúng ta chọn được cái đáp án C. Được chưa? Đây. Rồi, các bạn xem lại bài giảng ha. Đây, 31.52. Đấy. Đối với bài tập này, giải theo cách thứ nhất chúng ta dùng phương pháp bảo toàn nguyên tố. Thế thì chúng ta bảo toàn từng cái nguyên tố carbon thì chúng ta có được ngay cái phương trình là x cộng y cộng z bằng 0.2. Còn ba nguyên tố này thì chúng ta làm cho chúng ta hiểu thôi ha, hiểu phương pháp thôi. Nhưng thực ra thì chúng ta đã biết được cái số mol của thằng này tương ứng bằng số mol của thằng này ha, và cái khối lượng này là 38.72, nên chúng ta có được cái phương trình là gì? 16 y cộng 54 z bằng 14.72. Chưa? Đấy. Từ đó chúng ta tính được cái khối lượng M, chính là khối lượng của MRCO3, CaCO3 và K2CO3. Rồi chúng ta biến đổi. Và chúng ta có được cái kết quả cuối cùng là 31.52 gam. Chọn được cái đáp án C. Được chưa? Đấy. Rồi, bây giờ cũng bài tập này. Chúng ta giải theo cách thứ hai. À, cách thứ hai thì chúng ta áp dụng bảo toàn khối lượng. À, không dùng phương pháp bảo toàn nguyên tố mà ở đây chúng ta dùng bảo toàn khối lượng. Thì các phương trình phản ứng nó xảy ra như thế này. MR CO3 tác dụng với H2SO4 tạo thành là gì? MRSO4 cộng CO2 cộng H2O. Ta đặt đây là phản ứng số 1. Được chưa? Rồi, phương trình này cân bằng luôn rồi ha. Phương trình thứ 2, CaCO3 tác dụng với H2SO4 tạo thành là gì? CaSO4 cộng CO2 cộng H2O. Chưa? Đây là phương trình số 2. Phương trình số 3 là gì? K2CO3 tác dụng với H2SO4 tạo thành là gì? K2SO4 cộng CO2 cộng H2O. Được chưa? Đây là phương trình số 3. Và tương tự như vậy, chúng ta gọi số mol tham gia phản ứng của MRCO3, CaCO3, K2CO3 lần lượt là X mol, Y mol và Z mol. Như vậy, chúng ta tính được cái số mol CO2 sinh ra ở đây là bao nhiêu? Ở đây chính là X mol, ở đây chính là Y mol, ở đây chính là Z mol. Như vậy, đề bài cho cái số mol CO2 là 0.2 mol. Điều này có nghĩa là gì? X cộng Y cộng Z bằng 0.2. Ta đặt đây là phương trình A. Được chưa? Rồi, phương trình thứ hai là chúng ta dùng bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng thì chúng ta có phương trình là gì? MX cộng MH2SO4 bằng M sunfat cộng MCO2 cộng MH2O. Được chưa? MX cộng MH2SO4 chính là tổng khối lượng của các chất tham gia. Còn sau M sunfat cộng MCO2 cộng MH2O chính là tổng khối lượng của các chất tạo thành. Được chưa? Như vậy, ở đây MX chúng ta thay vào chính là M. Để bài yêu cầu tìm còn MH2SO4, H2SO4 ở đây tham gia là bao nhiêu? X mol. Ở đây tham gia là bao nhiêu?
E-mon, ở đây tham gia là bao nhiêu? Z-mon. Như vậy, MH2 vốn chính là X cộng Y cộng Z nhân 98 bằng. M muối sulfat đề bài cho là 38,72. Yeah. Còn MCO2 chính là số mol của nó 0,2 nhân khối lượng mol 44. MH2O, H2O tạo thành ở đây là bao nhiêu mol? Chính là X mol. Tạo thành ở đây là bao nhiêu? Y mol. Tạo thành ở đây là bao nhiêu? Chính là Z mol. Như vậy MH2O chính là X cộng Y cộng Z nhân 18. Rồi bây giờ chúng ta thay cái X cộng Y cộng Z bằng 0,2 ở phương trình A vào đây và vào đây. Thế thì chúng ta có là gì? M cộng 0,2 nhân 98 bằng 38,72 cộng 0,2 nhân 44 cộng 0,2 nhân 18. Và bấm máy chúng ta có kết quả là gì? M bằng 31,52 yeah. Và chúng ta chọn được cái đáp án C. Đấy, chưa? Ở đây chúng ta dùng cách 2 thì chúng ta dùng bảo toàn khối lượng. Thế thì chúng ta có được phương trình là gì? MX cộng MH2O4 bằng M muối sulfat cộng MCO2 cộng MH2O. Và chúng ta cũng tìm được khối lượng M bằng 31,52. Và chúng ta chọn được cái đáp án C. Được chưa? Đấy. Rồi, các bạn xem lại hai cách giải của bài tập này ha. Giải theo cách nào cũng được ha. Nếu chúng ta dùng bảo toàn nguyên tố thì theo cách 1. Còn nếu chúng ta dùng bảo toàn khối lượng thì chúng ta dùng theo cách 2 ha. Được chưa? Đấy, bài này chúng ta giải chậm cho chúng ta hiểu rõ phương pháp ha. Được chưa? Mình tiếp cận giải bài tập theo phương pháp nào thì mình cứ bám theo lý thuyết của phương pháp đó là mình giải thôi ha. Được chưa? Rồi, xin cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy nội dung này hay và bổ ích, các bạn hãy bấm like và share, đồng thời nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Hãy tham gia để lại những ý kiến bình luận, góp ý của các bạn, để chúng ta cùng nhau xây dựng kênh này thành một nền tảng học trực tuyến miễn phí và chất lượng nhất Việt Nam. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.